Chào tất cả các bạn đến với channel Code là Ghiền. Bây giờ chúng ta sẽ tập phân tích để tìm ra cái giải pháp cho một cái vấn đề gì nha. Mình sẽ làm những cái video đi từ rất dễ cho tới nâng cao một chút. Rồi chúng ta bắt đầu nha. Các bạn cũng có thể vào cái website này nè. Đây là cái địa chỉ trên đây nè. Rồi ở trong đó nó mình có thể chọn được nhiều cái ngôn ngữ hoặc là những cái cấp độ, từ rất là dễ cho tới rất là siêu. Rồi nó có nhiều lắm. Thì mình tập làm từ từ rồi mình sẽ quen, rồi các bạn sẽ thấy cái cách mà mình phân tích cái vấn đề rồi mình tìm ra cái giải pháp nha. Thì cái video này mình sẽ nói cái vấn đề này trước, cái vấn đề này là vấn đề dễ nhất. Rồi, chúng ta bắt đầu nha. Rồi thì cái bài này là nó recursion, tức là mình gọi đi gọi lại phương pháp đệ quy đó các bạn. Nó dễ nhất nhưng mà nó cái phương pháp này khi các bạn mới quá các bạn chưa biết. Nhưng mà những cái video kia mình cũng có nói rồi. Thôi kệ, chưa biết thì mình học cũng không sao. Bây giờ cái đề bài đó là nó cho một cái số n, đúng không? Ví dụ như số 10. Ví dụ như số 5 đi, thì mình sẽ đây là mình sẽ cộng từ cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng 4, cộng 5 lại thì nó ra 15. Thì mình có thể giống như là coi như là mình hiểu được cái vấn đề nó muốn cái gì rồi, đúng không? Rồi ok, mình vẽ lên cái bảng này đi. Thì mỗi vấn đề đó mình đều đọc cái mà người ta yêu cầu cái gì, thấy không? Rồi mình phân tích ra để mình hiểu cái vấn đề đó trước. Cái đó là bước bước đầu tiên. Khi mình không hiểu, mình có thể hỏi lại thầy cô hoặc là hỏi tới khách hàng để người ta giải thích cho mình cái yêu cầu người ta muốn, thấy không? Bây giờ yêu cầu muốn đó là mình sẽ nhập vào một cái số n, rồi mình sẽ cộng dần. Ví dụ như mình in ra tổng là 1, 2, cộng 3, cộng chấm 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 cho tới cộng n, đúng không? Thì mình có thể, theo những cái bài này á, thì mình có thể dùng vòng lặp nè. Ví dụ như for loop nè, đúng không? For loop nè. Thì for loop bạn sẽ chạy từ 1 cho tới n. Rồi mình có một cái biến sum, là cái biến tổng đó. Mình cứ lấy cái sum đó, ví dụ mình viết như vậy, mình cộng thêm cho cái loop đó. Ví dụ như cái loop đó là ai đi. Đó, rồi mình cứ cộng dồn vào cái cuối cùng hết cái loop này mình có cái tổng, đúng không? Thì đơn giản là như vậy. Nhưng mà người ta kêu mình dùng cái phương pháp đệ quy. Thì các bạn để ý nè, phương pháp đệ quy nè. Thì phương pháp đệ quy là làm sao? Phương pháp đệ quy là mình cứ gọi lại chính cái hàm đó hoài. Thí dụ mình có cái hàm là cái này mình kéo lên chút nha. Ví dụ như mình có cái hàm nó đặt tên là sum đi. Ví dụ như sum của một cái số nào đi. Ví dụ như một cái số nào đi. Nó là function nha, thì nó trả về một cái con số nữa, tức là ví dụ như integer chẳng hạn, thấy không? Cái function để mình viết cái function. Ok, thì cái sum của cái này thì bạn sẽ bằng cái gì? Ví dụ như mình có sum của n thì mình phải bằng n nè, rồi mình cộng cho sum của n trừ 1. Đó, các bạn thấy không? Để kéo qua chút xíu nha. Đó. Thì còn cái sum của n trừ 1 này thì mình coi coi nó bằng cái gì. Thì nó cũng gọi đi gọi lại cái này hoài, nó gọi mãi cho tới khi mà mình nói trong cái function nè, mình có một cái ngõ ra. Thì là phương pháp đệ quy mà. Mình nói nếu, ví dụ như mình nói nếu mà bằng nếu cái n đó mà nó bằng 1, bằng 1 thì mình trả về tổng là 1. Mình viết ở đây nè các bạn. Đó. Cho nên khi mình bắt đầu mình cho thí dụ vô, mình nói sum của số 5 mình sẽ bằng số 5 cộng cho sum của số 4. Các bạn thấy không? Thì giờ sum của số 4 là bằng cái gì? Thì sum số 4 thì bằng số 4 cộng cho sum số 3. Các bạn thấy không? Nó cứ làm mãi cho tới, ví dụ như mình viết lại nè. Sum số 3 nè, thì nó bằng số 3 cộng cho sum là tổng có số 2, thì bằng số 2 cộng cho sum của số 1. Đó, thì khi mà cái bằng 1 rồi các bạn thấy không, nó sẽ trả về là số 1. Thì mình tương tự mình cũng có tổng của n số lại với nhau. Đó, thì cái bài như vậy đó thì
Thì ăn thua là cái đề người ta cho mình á, người ta yêu cầu mình á là dùng dòng lặp, vòng lặp, hay là dùng cái phương pháp đề quy mà mình làm. Phương pháp đề quy là mình cứ gọi đi gọi lại hoài, mình chia nhỏ cái vấn đề ra đó, thấy không? Thì mình phân tích, mình thấy cái nó cái kiểu như vậy thì coi như là mình làm được cái bài này. Còn nếu mà mình chưa làm được á, mình bắt tay vô mình viết code á, mình cũng không có làm được đâu các bạn. Ok, rồi cái bài này đơn giản ha. Nhưng mà nếu mà cho các bạn mới thì nó cũng hơi kỳ kỳ, bởi vì cái này là recursion, là phương pháp đề quy. Rồi chúng ta đi vào cái bài kế đi nha. Tại vì đó có mình nhiều bài đó thì các bạn sẽ thấy cái cách phân tích, rồi từ đó các bạn nghiệm ra cái phương pháp riêng cho mình. Ok, rồi cái video này đầu tiên thành ra nó cũng hơi dài dòng chút xíu. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài tập kế tiếp nha. Bye bye.